nó tạo ra một cái các cái tài liệu liên quan tới API. Thì sau này thì API các bạn biết là khi mình làm thì mình cũng phải biết tài liệu để cho client nó biết cái cấu trúc API của mình nó sử dụng. Thì một trong những cái công cụ để biết API hiệu quả nhất bây giờ đó là thằng Swagger này. Thì tất cả các nền tảng API nó đều có hỗ trợ công cụ này hết. Thì trong Django cũng không ngoại lệ, nó cũng có cái Swagger này. Thì với Swagger này là các bạn sẽ tạo ra một cái bộ giao diện của API để sau này ví dụ như client của mình là mobile, client của mình là web, client của mình là một hybrid app thì nó cứ vô trong cái document Swagger đó, nó đọc cái API của mình và nó gắn vô thôi. Nó không, mình không cần phải giải thích nhiều nha. Thì cái này nó có khả năng nó xuất ra được cái tài liệu cho các bạn luôn về các bộ API mình làm ra. Thì thật ra đó các bạn, là cái thằng Django REST của mình đó, là nó đã có cái phần này, nó giống như là một cái tài liệu rồi đó các bạn. Nó giống như một cái document có tài liệu sẵn luôn nè. Đây là một cái điểm cũng là nổi bật, tức là một cái giao diện để mình tương tác với API rồi. Nhưng mà thực tế khi mà làm với API á, là thường là người ta chỉ có mấy cái chuỗi JSON vậy thôi. Còn cái này giống như là nó cung cấp giao diện rồi. Thì đây cũng là một cái dạng giao diện document của API ha. Nhưng mà bây giờ mình thử tích hợp thêm Swagger vô coi nó được như thế nào. Thì bây giờ các bước như thế này. Thì cái này nó cũng là một cái app thôi các bạn. Các bạn có thể vào cái trang Swagger, các bạn coi đầy đủ các cái cấu hình của nó. Thì ở đây thầy chỉ minh họa mức tối thiểu, rồi các bạn khi mà làm bài tập lớn thì các bạn cần những thông tin gì thì vô trong đó, bởi vì thuộc tính rất là nhiều, thầy không thể nào liệt kê hết được. Thì cái bộ mà được cập nhật thường xuyên cho Swagger ở trong Django á, là cái bộ này, DRF, Django REST Framework. Còn JASG là chữ này, Get Another Swagger Generator nha. Thì ở trên, nếu mà các bạn search trên internet thì nó có một cái bộ Django Swagger nữa, nhưng mà cái bộ đó sau này nó ít cập nhật rồi. Do đó là mình dùng cái bộ này, nó được cập nhật thường xuyên. Thấy chưa? Như vậy là các bạn cứ lấy cái này các bạn cài vô thôi các bạn. Bỏ cái này vô đây mình cài thì các bạn sẽ coi Swagger nó tạo ra như thế nào nha. Bắt vô đây. Rồi các bạn cho nó cài đặt. Rồi nó cũng là một cái app thôi các bạn ha. Rồi sau đó các bạn mới làm gì? Các bạn khai báo một cái app. Thấy chưa? Thì ở đây các bạn khai báo cái app này các bạn. Còn cái app static file này nè, tại sao nó cần? Là bởi vì trong quá trình làm nó cần đọc một số cái tập tin tỉnh ha. Thì static file này là mình đã có sẵn rồi. Do đó là ở đây các bạn chỉ cần khai báo cái app là DRFGEISG. Như vậy là mình copy cái này. Đây các bạn vô cái install app của mình đây ha. Cái static file này các bạn nó có sẵn rồi. Lúc các bạn làm project là nó có sẵn luôn mấy cái mới này. Thì các bạn chỉ khai báo một cái app Swagger mới thôi. Rồi các bạn tap vào đây ha. Rồi thì đây là cái app của Swagger. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ gắn cái URL vô. Thì cái URL này các bạn cũng làm giống hệt như cái hồi nãy, nhưng mà ở đây nó có thêm một cái nữa là nó khai báo một số thông tin cấu hình. Thông tin cấu hình thì mấy cái thông tin này thì các cái trường này nè, các bạn có thể lên trên cái trang của nó để các bạn đọc, các bạn xem. Mấy cái này thì mình không cần phải nhớ đâu, bởi vì cái này là làm để xin tài liệu bổ trợ cho cái chức năng của mình thôi. Mình cũng không cần phải thuộc quá hay là nắm nhớ quá nhiều. Thì khi cần thuộc tính gì cứ lên trang của nó xài. Như vậy là thầy giới thiệu cho các bạn, nó có một cái thuộc tính là Get Schema View ha. Thì bây giờ thầy đưa cái bộ này vô luôn nha. Thầy gọi mắt công gõ lại cái này. Đây, các bạn vô cái phần URL của mình đây, URL gốc của mình ở ngoài này nè nha. Rồi mình import nó vô Rome Django Django REST Framework chấm view, các bạn import cái get schema view, rồi chrome frame import cái open api, rồi quăng này vô. Được chưa? Cái permission này là mình cho cái quyền đó các bạn, ai được quyền vô coi cái bộ api này thì ở đây mình cho tất cả mọi người đều có quyền vô coi cái bộ api này. Được chưa? Như vậy là ở đây thầy để là allow any, như vậy là các bạn import cái bộ permission vô giùm thầy chrome Django Django REST REST ha. Import permission. Rồi, như vậy là mình sẽ có cái này ha. Như vậy là cái này mục tiêu là mình cho ai cũng được quyền hết, và API này thì public ra. Ví dụ như sau này các bạn giới hạn người dùng thì các bạn sửa cái quyền này lại. Ví dụ như mình chỉ cho những người dùng trong hệ thống được phép mới vô coi được thôi, thì các bạn chặn cái này lại. Còn đây là số thông tin nè. Ví dụ như ở đây là mình đổi tên đó các bạn, tên cái app của mình là Ecurse API, version của bộ API của mình, rồi mô tả, viết ra dòng mô tả, rồi cái thông tin của cái người sở hữu, ví dụ như là team leader của cái API đó,
hoặc là một số cái license gì đó các bạn cần ghi ra, thì đây là các thuộc tính của nó. Được chưa? Các bạn để trong cái OpenAI info. Rồi, thì đó là khai báo thông tin của cái document nó sẽ sinh ra cho mình thôi, nó bổ trợ thôi nha các bạn. Rồi, như vậy là sau đó các bạn khai báo cho thầy ba cái URL này. Ba URL này các bạn cũng lấy giống hệt cho thầy. Đây là URL của nó. Thì nếu mà các bạn không thích từ Swagger, các bạn muốn sửa thì các bạn cứ sửa. Được chưa? Nhưng mà các bạn phải lấy cho thầy đúng cái view này. Được chưa? Cái view này là phải của nó, là phải lấy. Cái view này là phải lấy. Còn cái link này các bạn thích đổi gì tùy các bạn. Nha. Như vậy là cái này là nó sinh ra document cho mình này. Thì thầy cứ lấy ba cái link này thầy quăng vô đây các bạn. Cái này mình cũng không cần phải nhớ, cũng không cần phải suy nghĩ gì hết á. Đây, URL của mình đây ha. 7 8 điều. Rồi, chỉnh cái này xíu. Cái scammer view này các bạn inbox vô. Để thầy gắn nó lên đây. Cái này mình phẩy cái này. Name. Cái JSON mấy cái này các bạn bỏ mấy cái dấu này đi. Khoan, để thầy đưa ra ngoài để xử lý cái này. JSON của mình là mình copy path ở trên format JSON. Có cái dấu chấm này, do đó mình phải để cái, bởi vì nó là biểu thức chính quy, các bạn nó đang dùng biểu thức chính quy, do đó là phải để cái đó, để cái dấu sẹt đó cho nó hiểu cái dấu chấm. Rồi, để coi cái bị gì mà nguyên trên đây nó đỏ luôn này. Call function. Như đây mình đúng cái này chưa, đóng ngoặc rồi ha. Đóng ngoặc rồi. Đây thì bỏ qua cái sublime để chỉnh cái này. Rồi, một cái này để coi tham số mình có sai không. Name, scammer JSON. Name này thì tùy. Scammer này cũng vậy ha. Name này thì ở đây, Swagger UI. Rồi, đường dẫn. Cái này là scammer. Rồi, cái này cũng là name. Cái này mình kết thúc bằng dấu phẩy. Rồi, mình quăng vô đây. Rồi, bây giờ các bạn scammer postwalker. Như là dư cái dấu nháy ở đâu. Nháy này sai. Rồi. Rồi ha, như vậy là mình gắn được cái bộ đường dẫn nó vô rồi. Các bạn cứ lấy chính xác cái đường dẫn này là được. Cái này không cần phải phân vân gì hết, cứ lấy đúng xài thôi. Rồi, sau khi có cái đó rồi đó, thì các bạn sẽ chạy lên này, chạy cái server lên lại. Các bạn coi như thế này. Các bạn bắt đầu xoẹt vô các Swagger, cái link Swagger và Redux ha. Thì các bạn thấy nó sẽ sinh ra bộ tài liệu API cho mình. Xoẹt Swagger. Đấy các bạn, đây là cái bộ tài liệu API, được chưa? Nó sẽ sinh ra, các bạn được phép tìm kiếm gì đó vân vân. Thì đây là cái tên API của mình nè ha. Còn đây là cái mấy cái nãy mình khai báo nè, được chưa? Mai mốt nó sẽ là document, nó sẽ export ra một cái tài liệu cho mình. Đó, thì đây là các bộ API mà thầy tạo ra. Các bạn mới nhìn phân tích, coi bên đây. Bên đây cái chỗ mà curl đó các bạn, thầy kế thừa model view set. Thì các bạn ấy thấy là nó sinh ra cho thầy nguyên bộ API nè. Get, post. Get luôn nè, put nè, pass nè, delete nè, được chưa? Nguyên bộ 6 API các bạn, nó có thêm cái bộ pass nữa. Pass với cái put đó là bản thân của nó cũng là cập nhật các bạn, nhưng mà cái put là nó cập nhật nguyên cái đối tượng, còn pass là cập nhật một phần ha. Được chưa? Sau này các bạn cập nhật một phần thì cái method nhớ là dùng pass. Như vậy là thầy khai báo như vậy là nó sinh ra cho thầy tới 5 lần, tính luôn thằng pass nữa là tính luôn thằng pass nữa là 6. Tức là cập nhật một phần. Được chưa? Còn cái chỗ mà user hồi nãy của thầy nè, các bạn để ý thầy chỉ khai báo có hai cái thôi. Thầy chỉ khai báo cái thứ nhất là nó lấy gì các bạn, nó get, cái thứ hai là retrieve ha, để nó lấy ra cho mình. Nếu mà các bạn có thêm cái thằng update nữa, các bạn để vậy nè, generate update view nha, thầy để thôi. Rồi các bạn lưu lại nè, thì các bạn thấy chỗ này các bạn để ý ha, nó sẽ sinh thêm một API nữa cho mình, document nó tự load lên cho mình luôn. Đây các bạn, nó có thêm hai cái API update cho mình nè. Một cái update full và một cái update từng phần. Được chưa? Và các bạn có thể thực thi API trực tiếp trên đây luôn nha. Thì bây giờ thầy thực thi đơn giản cho các bạn một cái API mà nó không có chứng thực thôi. Ví dụ như ở đây cái khóa học hồi nãy đi.
thầy tạm tắt cái chứng thực nha để thầy lấy cho nó dễ dễ minh họa cho các bạn, còn không là các bạn phải bật lên cái token để quăng vô nữa mà công. Rồi bây giờ các bạn coi thầy test cái API trên đây thử nha, cái khóa học của mình nè, cái ghép này đúng không, thầy mới tắt rồi thì các bạn bấm try it out rồi thực thi đó, thì nó sẽ lấy cái kết quả về cho mình đây nè các bạn, nó thực thi thử và nó dùng lệnh nó thực thi cho mình nè. Thì đây là cái bộ doc của cái thằng Swagger nó sinh ra, thì bất kỳ một cái nền tảng công nghệ nào làm API đều có cái thằng này hết. Thì cho các bạn làm bên PHP, các bạn làm bên ASP.NET, các bạn làm bên MVC nào đó của Netcore, hay là làm bên Java, đều nó có một cái bộ Swagger tương ứng ha. Thì mỗi thằng nó đều có cách tích hợp riêng của nó, nhưng mà cái cơ chế thì nó ra cũng giống giống như thế này. Được chưa? Thì ngoài ra đó các bạn còn có nhiều cái loại tài liệu liên quan tới nữa. Các bạn vô thử cái thằng Redox hồi nãy, nó có cái link Redox ấy, vô thử nha. Đây, các bạn thấy là nó sinh ra một cái tài liệu rất là đẹp cho mình luôn. Nếu mà các bạn được phép soạn thêm thông tin trên cái hàm để nó gắn API vô ha. Ví dụ khóa học nè, đây nó có dữ liệu mẫu từng API một. API thứ nhất thực hiện get status code, và đây là cái dữ liệu nó sẽ trả, cấu trúc dữ liệu nó trả ra, nó đưa ra mẫu cho mình luôn. Thì sau này một cái lập trình viên phía client á, ví dụ như đồng chí làm web thì cứ vô đây nhìn vô đây là nó biết đây là đầu ra nè, nó cứ xử lý trên đầu ra này thôi. Được chưa? Tương tự như vậy, ví dụ như thầy vô cái user của thầy, nãy là user này mình tự làm, đúng không? Và mình import một số cái thì ở đây nó có phương thức này, đầu vào này các bạn, mình định nghĩa này. Thì đây là nó cho mình một cái đầu vào mẫu để sau này client nó biết là nó gửi lên server nó cần gửi cái gì. Thì thằng này nó tự móc vô và nó hiện ra cho mình luôn. Các bạn thấy cũng là ID, username giống như mình hồi nãy, và cần phải có avatar này. Thấy chưa? Và nó cũng để mẫu cho mình luôn. Thì đây là các document của nó ở trên đây. Thì các bạn, nó sẽ sinh ra cho mình như thế này các bạn. Đây, các loại tài liệu các bạn hoàn toàn có thể custom những cái thông tin này trên Swagger. Thấy chưa? Thì bây giờ các bạn coi thử một cái minh họa custom đơn giản thôi. Ví dụ như thế này. Ví dụ trên một cái API nào đó mà các bạn không thích nó hiện trên Swagger á, thì các bạn có thể bật cái thuộc tính này lên là none các bạn, thì nó sẽ không có bao gồm lên Swagger. Ví dụ như ở đây nha. Ví dụ như chỗ này là thầy muốn mình quay qua Swagger này chút. Coi đây cũng được. Bây giờ thầy không muốn đưa cái bộ API của cái thằng Curl này lên. Như vậy là thầy tắt nó đi. Thầy không muốn Swagger nó để lên. Thì thầy cứ vô đây. Các bạn đã khai báo một cái biến Swagger Scammer như thế này bằng nên. Ha. Sau đó các bạn sẽ chạy cái này lại. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Lúc này nó không còn cái khóa học nữa các bạn thấy không? Nó chỉ còn cái lesson này. Cái nào mà các bạn muốn public ra thì cứ muốn tắt nó đi thì cứ cho cái giá trị đó là nên trong code, thì lúc này nó sẽ tắt đi. Đó là Swagger nó đọc vô và nó tự xử lý. Được chưa? Tương tự một cái custom nhỏ nhỏ như thế này. Giả sử như bây giờ các bạn có API này đi, các bạn muốn có thêm một số thông tin custom thì các bạn có một cái annotation, một cái declaration là cái Swagger auto scammer. Ha, thì trong đây nó có nhiều thuộc tính thì các bạn có thể chỉ cho nó biết nè, mô tả của mình phương thức này để làm gì nè. Rồi response của mình là cái gì nè, vân vân. Thì lúc đó các bạn có thể đưa vô cái document vào trong đây. Ha, thì bây giờ thầy đưa thử cái này vô cho các bạn coi mẫu thôi. Cái này thì các bạn cứ lên trang của nó là đầy đủ các bạn. Thằng lát nữa thầy chỉ cho các bạn cái chỗ trang của nó để các bạn gắn vô. Thì đó là những thẻ nó hỗ trợ sinh ra cái tài liệu cho mình thôi nha. Thì ví dụ thầy lấy một cái API nào đi. Lấy API này đi ha. API hidden lesson của mình nè. Thầy quăng đồng chí này vô. Rồi, ở đây thầy import vô. Nó nằm ở đây ha. Đây, Swagger YouTube, Swagger Auto Scammer. Rồi cái phần này là mô tả. Mô tả ví dụ như thầy nói là API này dùng để ẩn một bài viết từ phía client. Rồi sau đó các bạn nói là nếu thành công status 200 và trả ra là lesson serializer. Đây mình đang trả nè. Đây là mình chỉ cho nó biết là đầu ra là cái gì để nó generate một cái dữ liệu mẫu cho client nó biết đó các bạn. Được chưa? Rồi mình lưu lại. Thì bây giờ các bạn chạy lại thử cái API mà hai lesson của mình nhé. Đây các bạn lên coi nè. Lesson nè ha. API hai lesson. Đây. Mình em nằm lại cái này. Đây các bạn, đây những cái nội dung mà mình mô tả thì nó ở đây. Các bạn có thể sửa hết tất cả các nội dung name này. Thì đây là cái những cái thông tin về response này mình mới cung cấp thì nó sẽ generate ra cho mình như thế này. Được chưa? Để cho nhìn vô đây là một client lập trình phía JavaScript hay là phía mobile, nó nhìn vô đây là nó biết nó triển khai như thế nào. Mà mình không cần phải giải thích nhiều. Được chưa các bạn?
Rồi các bạn muốn biết chi tiết hơn một số cái thông tin cấu hình gắn chứng thực vô, mình linh hoạt hơn trong việc tạo tài liệu, thì cái chỗ này nó có khả năng nó xuất ra cái tài liệu cho mình luôn các bạn. Được chưa? Thì do đó là cái môn này là cái tài liệu là các bạn phải tích hợp Sparkle cho thầy để nó ra một cái tài liệu API giống như gần gần như thế này. Nếu mà các bạn làm tốt hơn thì các bạn có thể vào đọc một số cái tham số của nó trong cái trang này. Các bạn cứ search đúng cái tên thư viện thì nó sẽ dẫn đến cái trang đốc chính gốc của nó, cái chính chính thống của nó ở trong đó. Đây. Đây ha, các bạn bỏ vô đây. Rồi. Thì các bạn thấy nè, nó có cái trang cách nào mà read the doc các bạn .io là tài liệu của nó đó, là tài liệu gốc của nó. Các bạn có thể vô đây bạn đọc. Đây. Thì nó có rất nhiều cái cấu hình, ví dụ như custom schema generation, bấm vô đây. Đấy, rất nhiều cái thông tin, các bạn muốn thêm cái gì, sửa cái gì thì các bạn đặt tham số ở đây. Thầy cũng không thể nào liệt kê hết và bản thân thầy cũng không thể nào nhớ hết. Thầy cần dùng cái gì thì thầy lên đây thầy coi thôi các bạn. Ha, ví dụ như sau này người ta có yêu cầu muốn hiện thêm một cái thông báo, một hướng dẫn gì nữa thì thầy tìm thuộc tính của nó thầy để vô thôi. Thì đây cũng là cách lập trình của các bạn, không thể nào mà thư viện nào dùng cũng phải nhớ hết các bạn. Đối với thằng này mình không cần phải nhớ. Cần dùng thì cứ lên coi. À, bởi vì nó chỉ bổ trợ mình sinh ra tài liệu thôi. Thì cái này các bạn cứ lên cho bạn coi nha. Rồi thì đó là công cụ số 1 nha. Rồi sẵn đây thầy nói thêm một cái công cụ nữa. Thì cái công cụ này dành cho những bạn nào mà nếu sau này mình định hướng mình đi lâu dài với cái hướng là phát triển Python, thì cái công cụ này nó rất là quan trọng. Người ta gọi là công cụ Debug Toolbar. Thì cái công cụ này nó sẽ đo hiệu năng mỗi lần các bạn thực thi một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ như các bạn thực thi thao tác lấy khóa học thì nó sẽ đo coi khóa học các bạn vừa lấy với cái chương trình các bạn đang viết, các bạn đã mất bao nhiêu truy vấn và các bạn đã mất bao nhiêu thời gian để ra kết quả cái đó. Thì công cụ này nó sẽ đo cho mình. Thì thường các bạn nhìn luôn mà khi mà các bạn phát triển một chức năng mới á, mà cái công cụ này mà nó phát nó đo mà nó ra hơn 100 câu truy vấn, các bạn thấy có vấn đề rồi. Thường một chức năng là 5 câu truy vấn là tốt lắm, là tốt là được rồi. Các bạn thấy là một chức năng các bạn chạy xong mà các bạn phải mất tới cả 100 truy vấn thì nó rất nguy hiểm. Thì khi đó các bạn cứ hình dung vào môi trường phân tán nhiều người dùng thì cái hệ thống của mình nó sẽ ì ạch tới mức nào. Được chưa? Thì nhờ công cụ này nó sẽ giúp cho mình cải thiện cái hiệu năng lập trình từng ngày. Bởi vì khi mình làm ra mình nhìn vô đây mình biết mình có vấn đề ngay. Nha. Thì thông qua cái này mình sẽ tự cải tiến mình từng ngày từng giờ để trong cái việc mà phát triển cái cách lập trình của mình, chứ không đơn giản là mình viết đại một chương trình ra cho nó chạy, mình áp dụng được một công cụ vô là xong. Thì với công cụ này hỗ trợ mình rất nhiều. Và thực tế ai đi làm chuyên về cái lĩnh vực này thì nó cũng có công cụ này. Nha. Và hiển nhiên những nền tảng khác cũng có công cụ gần gần các bạn. Công nghệ nào nó có công nghệ đó ha. Thì bây giờ mình thử cài cái này coi các bạn thấy cái gì. Cái này cũng tương tự, các bạn đưa cái này pip install mình cài vô. Cũng là control path vô ha, để cho nó cài cái debug toolbar. Rồi, cái này thì vô đây, các bạn chỉ việc khai báo cho thầy cái app tiếp theo là debug toolbar. Tương tự cũng là static file. Static file có rồi, khỏi khai báo ha. Mình khai báo đúng cái app debug toolbar vô cái setting thì các bạn có một công cụ debug toolbar. Rồi. Và các bạn phải khai báo một cái biến static để nó sẽ truy cập vô tài nguyên tĩnh của mình để mà nó sử dụng một số tài nguyên tĩnh các bạn. Thì các bạn có một cái biến static như thế này. Static UI ở đây thầy khai báo rồi, giờ đó khỏi khai báo nữa ha. Thì nó truy cập vô cái thư viện tài nguyên tĩnh của mình. Rồi, cái này rồi ha. Sau đó xuống đây, các bạn dùng cho thầy một cái middleware. Cái middleware thì bữa thầy có nói với các bạn rồi. Cái middleware là nó đứng trung gian giữa cái request trước khi nó đến hệ thống của mình, là nó phải qua cái middleware này. Thì cái middleware này tại sao cái debug toolbar nó chặn lại? Nó chặn cái truy vấn của mình trước khi mình gửi lên server để nó đo cái gì đó các bạn. Và nhớ công cụ này chỉ làm trong giai đoạn phát triển thôi. Khi triển khai lên production là mình phải tắt nó đi. Được chưa? Không là nó ảnh hưởng tới truy vấn của mình. Nó chỉ giúp cho lúc phát triển mình hiểu được cái vấn đề của mình thôi. Như vậy là các bạn gắn dùm thầy thực hiện lấy cái công cụ này gắn dùm. Đây là một cái middleware nha các bạn. Trước khi nó lên tới server của mình là nó sẽ qua thằng này. Như vậy là mình sẽ gắn vô cho nó ở đây. Các bạn sẽ, nếu mà bạn nào mà hứng thú hơn nữa thì các bạn có thể vô cái trang gốc của nó tìm hiểu cái cách thức viết một middleware nha. Thì trong quá trình nếu mà sau này thực hành thì thầy sẽ tranh thủ thầy hướng dẫn các bạn một cái để viết sơ sơ cái cách để các bạn viết middleware như thế nào. Thì đây mình đặt nó vô đây ha, nó sẽ vô đây. Rồi, một cái biến nữa đó các bạn. Thì như thầy nói đó, thì cái này thường là chỉ cho nó xuất hiện khi mà mình lập trình thôi. Mình lập trình local, mình làm dev thôi. Khi mà lên production đừng cho nó hiện nữa, nó rất nguy hiểm. Thì các bạn có thể khai báo một cái biến ở trong cấu hình là cái internal IBS.
thì chỉ định những cái domain được phép hiện cái này, sử dụng cái này ha. Thì ở đây của mình là 127.01 thì thầy để vào thôi, tại sau này lỡ mà đưa lên server thầy không có tắt đi thì thằng này nó cũng tự xử cho mình, do đó nó an toàn hơn, mình bỏ đại ở đâu đó cũng được như này. Thấy chưa? Internal IPS ha. Rồi, sau khi có cái này rồi đó thì các bạn vô dẫn cho thầy một cái đường dẫn y hệt như mấy thằng hai thằng vừa rồi luôn, để nó có cái đường dẫn nó bật cái toolbar lên thôi. Quăng này vô. Các bạn vô một cái URL. Quăng cái thằng này ha. Rồi các bạn import cái này vô từ debug toolbar. Sao nó chưa gợi ý ở đây? Đây, debug, import, debug tương bằng. Rồi, xong ha. Rồi, sau khi xong là các bạn chạy lên, các bạn sẽ thấy như này nè. Rồi, mình chạy lên thử thôi. Vậy là xong. Bây giờ các bạn coi như này nè. Rồi, khi mình chạy lên ha. Thì bây giờ thầy vô mẫu cái... Đây, các bạn thấy nó ra một cái debug tương bằng nè ha. Thì bây giờ các bạn coi nè, đây là các thông số nó sẽ đo cho mình. Bây giờ mình thử vô mình lấy cái danh mục khóa học nha. Rồi, thì để lấy danh mục khóa học các bạn mất 4 câu truy vấn. 4 câu truy vấn. Và các bạn mở ra đây nó sẽ cho các bạn biết nó đã chạy câu truy vấn gì nè. Câu truy vấn thứ nhất là nó lấy cái danh mục ra. Câu truy vấn thứ hai là nó lấy cái gì các bạn? Lấy cái khóa học ra. Còn một câu truy vấn phụ của cái hệ thống nó tự làm là nó bật giao tác. Nó thiết lập session. Nha. Thì sau này khi mình làm hiển nhiên mấy cái này mình cũng phải tính các bạn, bởi vì nó nằm trong cái việc xử lý của mình luôn mà. Mình phải làm sao tối ưu số câu truy vấn có thể. Và với cái chương trình mình mới chạy nó đã nạp cho mình 10 static file. Đây nó nạp 10 cái file tĩnh này lên này, bao gồm có của mình và cả của sử dụng sẵn. Thấy chưa? Của thằng Django. Thì nó đo cái CPU time nè, cái này, phiên bản số máy nè, API đang sử dụng nè, cái request của mình như thế nào nè. Ở trong đây nó có đầy đủ các thông tin ha. Sau này khi mà các bạn làm nó còn một cái khái niệm nó gọi là signal, cái tín hiệu của các bạn. Cái này nó giống như cái trigger các bạn học cơ sở liệu vậy. Thì cái này thầy chỉ giới thiệu thôi, bạn nào hứng thú thì tìm hiểu thêm với nó, hoặc là các bạn vô một số cái trang admin này, mình đo thử bất kỳ một cái trang nào liên quan nó sẽ đo cái hiệu năng trên từng cái với cái tốc độ truy vấn của mình như thế nào. Ví dụ user, vô user mình mất 6 câu truy vấn ha, nạp 13 tập tin tỉnh thì các bạn thấy là sau này làm mà thấy cái số câu truy vấn này nó lên tới 20-30 hoặc là 100 thì coi hạn chế lại. Bởi vì khi làm như vậy dù đưa vô hệ thống thực, nhiều người dùng thế nào nó cũng fail đó nha. Đó là cái cách để mà mình nhìn, mình đánh giá được sơ khởi cái chức năng mình biết có, nó có thực tế hay không, nó có thể áp dụng được cho bên ngoài hay không khi mà nhiều người dùng sử dụng. Cái này mà các bạn chạy lên cỡ không tới 100 đâu, 50 thôi, các bạn cứ hình dung cỡ 100 người vô sử dụng coi điều gì nó xảy ra. Các bạn cứ nhân lên thôi, cái thời gian nó lên nha. Rồi thì